Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé đang cầm trên tay một phong bì thư này cùng với một cái bút. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Mình tô màu đen nha. Video để xem thành quả của mình nhé.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh của mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.